riêng một bản sắc. Logo thứ tư, Toshiba tiên phong trong công nghệ. Chúng ta cùng đến với logo thứ năm, Danton Electronics, thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo số 7 của chúng ta là LG, cuộc sống tốt đẹp. Logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Và đây chính là 8 logo hết sức quen thuộc với chương trình của chúng ta, đó là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và dĩ nhiên đằng sau 8 logo này chính là 8 phần quà vẫn còn đang nằm trong vòng bí ẩn nhưng rất hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ xem vị khán giả đầu tiên sẽ lựa chọn logo nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên ạ. Alo. Alo. Alo, xin chào chị ạ. Chị có thể nói lớn hơn một chút nữa. Vâng, chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Chị là Lương Mỹ, chị là trên đường 556 được Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Không biết rằng hiện giờ ở bên cạnh chị có ai đang chia sẻ sự hồi hộp khi tham gia chương trình với chị không ạ? Chị là có ông xã và hai đứa con. Ông xã và hai đứa con. Chị ơi, sắp tới mùa trung thu rồi, thì không biết rằng trung thu này gia đình chị có kế hoạch gì đặc biệt không ạ? Chị tính là dẫn các cháu đi đầm sen á. Dẫn các cháu đi đầm sen. Bánh trung thu, lồng đèn thì như thế nào? Chị có mua bánh trung thu và lồng đèn cho các cháu không? Dạ, chị mua rồi. Mua rồi à? Chắc chắn rằng hai bé sẽ rất thích đây. Thế thì bây giờ mời chị hãy lựa chọn một trong 8 bản logo ở đây để xem phần quà dành cho chị sẽ là gì nhé. Dạ, chào bản Sony. Logo Sony. Chúng ta cùng khám phá xem. Đó chính là máy nghe đĩa Sony, sử dụng một pin sạc 2A, có khe cắm sạc ngay trong máy nghe được CD MP3. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn, nhưng phần quà này có thuộc về chị hay không còn tùy thuộc vào chị có đáp đúng câu hỏi của chương trình đưa ra không đã. Bây giờ chị đã sẵn sàng chứ ạ? Chị sẵn sàng. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Đây là một câu hỏi cũng có liên quan tới đèn trung thu, mời chị lắng nghe nha. Tỉnh, thành phố nào sản xuất đèn trung thu nổi tiếng ở miền Nam nước ta? Chỉ có 4 sự lựa chọn. A. Thành phố Hồ Chí Minh. B. Bình Dương. C. Tây Ninh. Và D. Cần Thơ. Chỉ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Alo. Chị chọn A. Chị chọn đáp án A, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Chị ơi, chị có thể nói cho mọi người biết vì sao chị lại chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi sản xuất đèn trung thu nổi tiếng không ạ? Tại vì chị nghĩ thấy ở Chợ Lớn á, treo nhiều cái lồng đèn. Chị thấy rằng treo rất nhiều lồng đèn, thành ra chị nghĩ rằng thành phố là nơi sản xuất lồng đèn nổi tiếng đúng không? Đúng rồi. Cũng hợp lý với công đúng phương. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem sự siêu đáng của chị có chính xác không nha. Nước ta có hai địa phương nổi tiếng về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, làm lồng đèn trang trí và lồng đèn trung thu, đó là Hội An ở miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ trước năm 1975 đến nay, Phú Bình thuộc quận 11 là một trung tâm sản xuất lồng đèn, cung cấp cho cả vùng Đông Nam Bộ. Như thế đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng chị Mỹ ơi, Đại Nghĩa vừa mới nghe tiếng hình như là hai người con của chị bên kia đường dây điện thoại, có đúng không ạ? Dạ đúng rồi, nó mừng. Hai bé cảm thấy thế nào ạ? Chị cũng mừng lắm. Chị cũng mừng, mà chắc chắn là hai bé cũng mừng đúng không? Bởi vì mùa trung thu năm nay hai bé sẽ càng vui hơn khi vừa có bánh trung thu nè, vừa có lồng đèn, lại vừa có thêm một phần quà rất là hấp dẫn từ chương trình dành tặng cho chị. Xin cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng tôi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để cùng gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh và 14 người chơi của chúng ta. Xin mời. Hãy đến với vùng đất của những khám phá đáng kinh ngạc. Vùng đất của những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc. Vùng đất của những cảm giác kinh ngạc. Vùng đất của những xúc cảm đáng kinh ngạc. Hãy đến với một Thái Lan đáng kinh ngạc. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức rất mong đã trở thành một người bạn thân thiết với quý vị xem đài. Chúng tôi luôn chào đón quý vị đăng ký tham gia chương trình với số điện thoại của tổng đài 1900 1747.
quý vị có thể đăng ký vào tất cả các ngày trong tuần. Và chương trình của chúng ta không có giới hạn số lần tham gia, quý vị có thể tham gia chương trình nhiều lần. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào vòng 2 với 14 bạn tham gia. Câu hỏi của vòng 2 như sau. Ngôn ngữ nào được sử dụng chính thức ở Brazil? A. Tiếng Anh. B. Tiếng Tây Ban Nha. C. Tiếng Pháp. Và D là tiếng Bồ Đào Nha. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A không có bạn nào. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C cũng không có bạn nào. Đáp án cuối cùng, đáp án D có 12 bạn. Và chúng ta hãy chờ xem có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 3. Đáp án đúng của câu hỏi này đó chính là đáp án D. Ngôn ngữ được sử dụng chính thức ở Brazil đó là tiếng Bồ Đào Nha. Xin chúc mừng 12 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn được bước tiếp vào vòng 3. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian lại cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà. Hãy cho chúng tôi biết vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Anh Quách Thôi Ninh thân mến, Đại Nghĩa sẽ nói cho anh biết ngay vị khán giả may mắn thứ hai là ai. Thế nhưng trước khi đến với vị khán giả may mắn thứ hai này, chúng ta vẫn phải dành một lời chúc cho 12 người bạn của chúng ta đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi của chương trình để tiếp tục bước vào vòng trong. Anh Nghĩa ơi, bây giờ thì chúng ta đừng để anh Quách Thôi Ninh đợi lâu hơn nữa. Hãy quay ngay vòng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Nhanh thôi, đảo đều các lá phiếu và sau đó rút ra một lá phiếu bất kỳ. Có rồi đây, đây là số điện thoại may mắn thứ hai. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0650889320 và xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Thưa quý vị khán giả, trước khi gặp gỡ vị khán giả thứ hai này, Đại Nghĩa muốn hỏi quý vị khán giả một chút xíu rằng không biết quý vị khán giả có cảm thấy bất ngờ bởi vì Đại Nghĩa và Hồng Phượng hôm nay xuất hiện với chương trình quà tặng chính thức bằng hai bộ trang phục hết sức là sặc sỡ và lề lề. Anh Nghĩa ơi, không biết rằng quý vị khán giả nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng với Hồng Phượng thì Hồng Phượng thấy rằng ngày hôm nay trang phục của hai chúng ta cũng hơi bị sặc sỡ một tí, nhưng mà không sao đâu. Bởi vì sắp tới mùa trung thu rồi thì Hồng Phượng nghĩ rằng với những trang phục như thế này thì chúng tôi sẽ mang đến một không khí tươi vui hơn cho tất cả quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức. Đúng vậy thưa quý vị, khi đầu chương trình anh em chúng tôi vừa gặp nhau, cả hai đều phải giật mình và thốt lên: trời ơi, hai anh em chúng ta bữa nay dòm giống hai cái lồng đèn quá. Hồng Phượng ơi, còn bây giờ thì hình như đã có tín hiệu liên lạc với người khán giả thứ hai rồi đó. Rồi, chúng ta hãy cùng trò chuyện với người khán giả này nhé. Alo, xin chào vị khán giả thứ hai của chương trình. Dạ, xin chào chị Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa. Xin chào bạn, bạn hãy giới thiệu về mình thế nào và hãy nhớ là nó lớn hơn một chút xíu nha. Dạ, chào chị em Phượng ạ. Em tên Nguyễn Quốc Thái. Xin chào anh Thái. Học lớp M, trường chính trị tỉnh Bình Dương. Bạn Thái đúng không ạ? Dạ. Không biết bạn Thái bây giờ hiện là còn đi học hay là đã đi làm rồi ạ? Dạ còn. Còn đi học. Bạn Thái ơi, bạn hãy nói lớn hơn một chút xíu nữa để cho tất cả mọi người được nghe giọng bạn được rõ hơn. Bạn nói là bạn đang học lớp 10 đúng không? Dạ. Nếu như mà bạn đang ở lứa tuổi lớp 10 thì Đại Nghĩa nghĩ rằng chắc rằng bạn vẫn còn thích ăn bánh trung thu và vẫn còn thích chơi lồng đèn đúng không? Dạ, em nay hết chơi lồng đèn rồi. Hết chơi lồng đèn rồi à? Thế thì vào cái thời mà bạn còn chơi lồng đèn á thì bạn thích chơi lồng đèn gì nào? Em thích nhất là chơi lồng đèn ông sao. Chơi lồng đèn ông sao? Ngày xưa Đại Nghĩa cũng như thế thôi thưa bạn. Tức là cũng rất thích chơi lồng đèn ông sao. Nhưng bây giờ thì người lớn rồi thì cũng không còn chơi lồng đèn ông sao nữa. Thế thì bây giờ còn bạn thì sao? Hôm nay em hết chơi lồng đèn ông sao. Có nghĩa là bây giờ hết thích rồi. Nhưng mà ngày xưa có thích có nghĩa là ngày xưa có cùng sở thích với là anh Nghĩa. Và Hồng Phượng thấy là anh Nghĩa của chúng ta rất là vui vì được gặp một người có cùng sở thích như thế.
bất hủ là Hòn Vọng Phu. Có một thời gian, ông phụ trách ban nhạc măng non cho các em thiếu nhi, nhi đồng. Ông cũng được xem là một trong những nhạc sĩ mở đầu của dòng nhạc dành cho thiếu nhi, với những bản như Ông Nỉnh Ông Nang, Tuổi Thơ, Con Mèo Trèo Cây Cau. Trong đó có bài hát Thằng Cuội rất nổi tiếng, thường được hát trong dịp Tết Trung Thu. Và như thế chúng ta sẽ nói gì nào Hồng Phượng? Xin chúc mừng! Cảm ơn anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phượng. Bạn ơi, cảm ơn Hồng Phượng và Đại Nghĩa, nhưng mà bạn chưa chia sẻ cảm giác vui mừng này với tất cả mọi người. Dạ có, rất vui chị ơi. Ở đây có em nó là quá lớn. Đại Nghĩa nghĩ rằng bất cứ một ai khi nhận được phần thưởng của chương trình đều cảm thấy rất là vui. Một lần nữa Đại Nghĩa xin cảm ơn bạn đến tham gia chương trình, và xin chúc cho kế hoạch của bạn dành cho các bạn nhỏ ở địa phương của bạn trong dịp Trung Thu này sẽ thành công thật là tốt đẹp nha. Dạ, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có 30 phút thật là thú vị đúng không? Cả ba người đến tham gia chương trình của chúng ta đều trả lời thật xuất sắc câu hỏi và giành được 3 phần quà. Đó là một niềm vui rất lớn đối với tất cả những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả mọi người xin được trả lời chia tay với quý vị khán giả. Trước khi chia tay với tất cả quý vị, đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên địa chỉ liên lạc của công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà Tặng Tri Thức tuần sau, phát sóng vào tối thứ Tư, tối thứ Sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Pingu xin chào, nhận em bé thông minh với cái trò chơi vui nhộn hơn. Vâng, xin thân ái chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ. Chào các bạn, mình tên là Tân Vĩnh Minh Châu. Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Tấn Phong. Yeah! Với cái phòng thi, nhanh tay lẹ mắt. Bé làm Pingu. Ngọn ảnh thông minh, có cả ba mẹ cùng chơi. Đó xem 7 giờ tối lớp 2 cho HTV7. Cùng Pingu tham gia chương trình Những em bé thông minh của cô gái Hà Lan nhé. Thank you.